Hiện tại là các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh đang có mặt tại khu vực chuẩn bị thi đấu đây. Dương Văn Khoa đây. Huấn luyện viên của đội bóng đây. Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đang tiến về phía cổ động viên nhí đây để xin để tặng chữ ký cho nó. Toàn này. Đấy. Anh chào Toàn nhé. Đi Toàn. Lý Nguyễn đang cũng bắt trước Lý Tiến Dũng, những động tác tương tự.